Lại phải khéo dụng tâm, đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sử có thể phát khởi. Nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây, nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết xa bà là khổ, cực lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thần người khó được, trùng quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, chọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là tâm tự lợi lợi tha. Tâm này vừa phát sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh, sức nó rất lớn lại rất nhanh chóng. Do phát tâm Bồ Đề tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn phước đức bình thường sánh ví nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trị tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy được tập khí tiêu trừ là vì cớ gì. Ấy là tâm sanh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh tiêu trừ hoặc nghiệp. Thành tựu tịnh niệm này bán xuông nơi cửa miệng nên chẳng đạt hiệu quả thật sự. Nếu như biết thân người có được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình may được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để quang âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bởi sắc thành của cải lận lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem ngay một chữ tử dán vào trán, hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc xôi lò than của chí mình, quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền tử để thoát khổ, quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang mới lượt dạy người tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là người được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh được độ, và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sanh nhưng chưa thể cấy hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sanh là Phật, Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình, thánh giải, đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi. Huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư? Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm, cốt sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch đánh trả, ắt phải dùng quân tránh giáp bao vây bốn mặt. Bao vây bốn mặt khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất, chúng nó sợ bị tận diệt bèn khuất phục quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế người niệm Phật chẳng biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến hết sạch. Vì thế bảo: học đạo do như thủ cấm thành, chú phòng lục tạc dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch: học đạo hệt như giữ cấm thành, phòng ngày sáu giặc, đêm luôn tỉnh. Tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chặt giấy binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là do tâm sanh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng lửa đốt không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác.
Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ khổ địa ngục pháp bồ đề tâm, đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn. Tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng, nỗi khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn lửa cháy liền run rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững. Thì một là vì tâm lực nhỏ chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó, hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bổn lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn, nếu trí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt, nên tâm quỳ nhất. Quỳ nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do luôn luôn nghĩ nhớ. Niệm Phật có khác chi? Do vì hoặc nghiệp tâm và miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô. Nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí dạng, chướng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiện hiện. Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loang loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật thiết tha, thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói, chế ngự thuần phục đúng pháp thì giả cướp, cũng như con đỏ chế ngực, chế ngự thuần phụ thất cách thì kẻ tay chân cũng thành oan gia. Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não, phải luôn luôn đề phòng sẵn thì tự nhiên khi gặp cảnh đụng duyên chẳng đến nỗi phiền não bạo phát. Ví dù phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng để khỏi giác chiếu khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khỏi, nào phải chỉ có một, chỉ nêu những cảnh dễ khỏi phiền não nhất, thì chẳng ngoài tài sắc và những chuyện ngang trái mà thôi. Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc, thì thấy tiền tài sẽ chẳng khỏi phiền não, chỉ phương tiện cùng người sử dụng tiền tài, chứ rốt ráo luôn quay về tiền trình giải thoát của chính mình, sẽ không có phiền não hoạn nạn cùng quẫn, cấp bách cầu cứu, tham tiếc tiền tài chẳng bỏ được. Về sắc, thì đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn sườn vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não thấy sắc động lòng. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân, giúp mình nối dõi tổ tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật để hành lạc, thỏa dục, thì sẽ không có phiền não đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sanh nở, con chẳng thành người. Giáo huấn con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não, con cái ngỗ nghịch với cha mẹ, bại hoại môn phòng, ngay cả khi gặp cảnh trái ngang phải sanh lòng thương xót, thương kẻ đó vô tri chẳng nên so đo, lại nghĩ do mình đời trước từng đã hại kẻ đó, do vậy phải đền nợ cũ sanh lòng oan hỉ, sẽ không có phiền não trả thù kẻ trái nghịch. Những điều vừa nói trên chỉ dành cho người sơ cơ, còn nếu là bậc đại sĩ tu lâu do đã thấu rõ ngã không, nên vô tận phiền não để hóa thành đại quang minh tạng, giống như đao đã mài bén, vàng đã luyện thuần. Xem nhờ bùn vun bón mới được thanh tịnh tươi sạch. Cái học của người quân tử là vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh, giác và mộng hệt như nhau, chỉ có công phu đến nơi mới hiểu được. Chỉ là hễ giác liền tu trì ngay, lâu ngày ngay trong mộng cũng chẳng làm gì lầm lỡ. Người học đạo nặng đạo niệm một phần sẽ nhẹ phàm tình một phần, đó là lẽ tất nhiên. Người chưa đoạn hoặc phải thường nỗ lực, nếu một phen phóng túng bệnh cũng nhất định sẽ tái phát. Người đã đoạn xài kiến tư hoặc mới nên tùy ý hành động, chẳng cần phải kiềm chế gìn giữ. Tâm tham sân si ai nấy đều có, nếu biết đó là bệnh, thế lực của chúng sẽ khó lừng lẫy được. Ví như giặc vào nhà người, nếu chủ nhân nhà ấy tưởng là người trong nhà, thì đồ chân báu của cả nhà sẽ bị nó lén trộm mất sạch.
Nếu biết nó là giặc, sẽ chẳng cho nó ở lại nhà mình, dù chỉ một khắc, ắt phải đuổi nó đi thật xa khuất mắt, mới hỏng tài bảo chẳng bị mất, chủ nhân yên vui. Cổ Đức bảo, bất phạ, niệm khỏi, đàn phạ giác trì, chẳng sợ, niệm khỏi, chỉ e biết chậm. Tham sân si vừa khỏi lập tức biết ngay, nó sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là ông chủ tránh trong nhà mình, sẽ giống như nhận giặc làm con, của báu trong nhà ắt phải tiêu tán hết. Bị cảnh chuyển là sức tháo trì còn nông cạn, vui giận giấy động bên trong hiện thành vẻ tốt xấu ngoài mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng, nếu coi trọng chánh niệm thì mọi thứ khác đều xem nhẹ. Vì thế, người thật sự tu hành phải mài luyện trong trần lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt thì mới là công phu thực sự. Hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bàn tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rỗng, trái lại còn sanh ngã mạn, coi công lận là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm, phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mão để trang hoàng. Nơi còn đường đào tu hành dài lâu để liễu danh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đà thất thì còn được, còn trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát Tái Lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hạng biếng nhác ngạo mạn. Bởi lẽ tâm phàm phu thường hay xanh chán, trời xanh ra vật, ắt phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đắp đổi mới có thể khiến cho mọi vật xanh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài nắng mãi, luôn lạnh luôn nóng, thì dưới khắp gầm trời sẽ chọn chẳng có một vật gì. Huống hộ bọn ta tâm như khỉ vượn, chẳng dùng các biện pháp đối trị lại muốn nó an trụ một nơi, chẳng vọng rong ruổi thì thật là khó lắm, khó lắm. Ai nấy nên tự gắng sức, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lan man không đầu mối gì hết. Cứ hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang, học Phật như thế, thật khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói, đạo học vấn không có gì khác cả, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật chẳng biết lóng lòng niệm Phật, thì đối với nho giáo còn chưa thật tuân hành, huống hồ là đối với pháp chân thật, lắng tâm của Phật giáo ư. Quán Thế Âm Bồ Tát phản văn tự tánh, xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Kỳ kiềm càng không trụ vào đâu, mà sanh tâm, chẳng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà hành bố thí cho đến vạn hạnh. Tâm kinh soi thấy ngũ uẩn đều không, những pháp này đều là diệu pháp dạy người đối cảnh hiểu biết được tâm. Nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích lại bị mắc bệnh trước. Khi làm việc chưa thể niệm tại đâu, tâm tại đó là do chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tâm vô nhị dụng nên khó tránh khỏi gián đoạn. Chỉ cần luôn giữ được tâm giác chiếu thì cũng chẳng ngại gì. Một sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời, chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiêng dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hảo kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này, lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm sẽ chẳng sanh tử tiếp nối. Các ông tù tạm muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử, nếu chẳng thể đau đớn trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Như vậy pháp môn niệm Phật tùy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi lên thân tưởng, quán tưởng, bất tịnh tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Quán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bè khởi tâm yêu mến, do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ, kiều mị còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, giết dữ, tỳ xương trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ quán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tịnh tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người,
chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi, sẽ chẳng can đảm gì nữa, xương thịt máu mủ, phân tiểu đầm đìa, lông tóc lạn xị, chọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả, chỉ vì một lớp da mỏng che phủ, bẻ lầm xanh luyến ái. Bình đẹp đựng phân không ai ưa mến, này lớp da mỏng của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gói trong da khác gì phân quế. Sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong lớp da đó, khởi lên vọng tưởng miên man. Nếu chẳng run rẩy kinh sợ, quyết liệt trừ khử thói quen này, sẽ chỉ thấy người nữ kia tư chất mỹ lệ đến nỗi mũi tên ái dục đâm thấu xương mà chẳng chịu nhổ ra. Nếu cứ luôn như vậy mà lại muốn sau khi mất chẳng vào trong bụng người nữ, quyết chẳng thể được. Vào bụng người nữ còn khá, vào bụng giúp xanh cái thì chẳng biết làm sao. Thử nghĩ đến đấy, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn đối với những cảnh trông thấy chẳng khỏi nhiễm tâm, thì lúc chưa thấy cảnh phải thường tập ba thứ tưởng nói trên. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dù chẳng thấy cảnh nhưng tâm ý vẫn cứ triền miên, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục trói buộc. Bởi thế phải nhận chân, gột trừ ác nghiệp tập khí thì tự do mới được có phần. Bản đến những ai bị việc đời trói buộc không cách nào thoát được, nếu trong lúc bị buộc ràng mà có thể chẳng bị chúng xoay chuyển, sẽ thoát ngay được những buộc ràng ấy. Như gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù có bỏ sạch việc đời không còn một việc gì, thì tâm vẫn cứ tán vọng, ràng buộc kiên cố chẳng thể gột sạch. Người học đạo phải làm đúng với bổn phận của mình, tận hết bổn phận. Như vậy dù suốt ngày việc đời bận bịu, vẫn suốt ngày tiêu dao ngoại vật, câu nói nhất tâm vô trụ, vạn cảnh câu khai, lục trần bất ố, hoàn đồng tránh giác. Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều khai, chẳng kết sáu trần, đều có chúng là tránh giác, là nói về điều này vậy. Muốn cho trần trí hiển hiện thì hãy nên thường khởi giác chiếu đối với mọi ngôn từ cử chỉ hàng ngày, chẳng để hết thảy những tình cảm ý tưởng trái lẽ tạm thời nảy mầm trong tâm. Thường giữ cho tâm này hư minh đỗng triệt, trống không sáng suốt, thấu suốt như gương đặt trên đài. Gặp cảnh nào hiện bóng cảnh ấy, chỉ chiếu cảnh trước mắt, chẳng bị chuyển theo cảnh, tốt xấu kệ nó can chi đến mình. Đến chẳng mong chờ, đi chẳng lưu luyến những tình tưởng trái lẽ. Nếu vừa mới manh động liền phải nghiêm khắc đối trị, trừ khử cho sạch. Như cùng quân giặc đối địch, chẳng những không cho nó xâm phạm lãnh thổ của mình, mà còn phải chém tướng, đặt cờ, diệt sạch dư đảng. Phải nghiêm khắc dùng cách chế ngự quân địch như vậy, để tự trị mình, đừng lười nhác, đừng sao nhãng, khắc kỳ, giữ lễ, chú trọng, kính, giữ lòng thành. Những khí giới để tự đối trị mình thì nên dùng 4 điều không của nhan tử, 3 điều cảnh tỉnh của mạnh tử, cách hạn chế lỗi lầm, tự biết mình sai của ông cử bá ngọc. Lại phải nên nhiệt thành kinh sợ những tình tưởng trái lẽ, như té xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng. Đối địch cùng chúng thì quân oai vang dậy, khiến tặc đảng tấm lòng nguội lạnh, hoảng hốt, sợ vướng phải cơn tàn sát diệt chủng nặng nề, chỉ mong hưởng hồng ân vỗ về. Từ đấy chúng sẽ khuất phục, đầu hàng, quy thuận sự giáo hóa, đổi sạch tâm trước, chăm tu đức sau. Tướng chẳng ra khỏi cửa, quân chẳng đổ máu, toàn bộ giặc cướp oán kiều đều thành con đỏ, bọn phản loạn cùng hóa thành dân lành. Trên cai trị dưới tuân phục, cả nước phẳng lặng, chẳng giấy can qua, ngồi hưởng thái bình. Những điều vừa nói trên đây là do cách vật nên trí chi, do trí chi nên tự khắc, sẽ làm sáng tỏ đức sáng. Chân thành và minh đức nhất trí thì phàm sẽ thành thánh. Nếu là kẻ can khí hèn kém, chưa thể tự thâu liễm mình, hãy nên bắt chước ông Triệu Duyệt Đạo. Ngày làm điều gì đêm đốt hương bẩm bạch cùng thượng đế, điều gì mình chẳng dám bẩm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, phước làm các điều lành. Mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Ông vâng giữ phép công quá cách, thế khởi tâm động niệm nói năng, làm gì dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại. Ngõ hầu điều thiện ngày càng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yểu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, báo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời.
Họ là trượng phu, ta cũng như thế. Sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy? Nếu như căn cơ hèn kém chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sanh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp chỉ thánh hiệu Di Đà, tin thật, nguyện thiết, mong cầu vãng sanh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng để ý niệm hiện tại, triệt chứng, ngũ uẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này, thẩm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rốt ráo, an thầm lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian huyễn trụ mấy mươi năm, kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổn ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, để giữ thể diện, sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét cội nguồn căn bệnh ấy chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có vì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vị chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tính lưu truyền theo nghiệp, chẳng luân muôn kiếp, chẳng đáng buồn ư. Tu hành trọng yếu là đối trị tập khí, phiền não. Tập khí giảm một phần, công phu tiến một phần. Có kẻ càng ra sức tu hành, tập khí càng phát động. Ấy là do chỉ biết tu trì theo sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang các trừ vọng tình trong tâm chính mình, nên mới đến nỗi thế. Hãy nên thường sắp sẵn cách đề phòng. Cách đề phòng thì gặp cảnh đụng duyên, tập khí sẽ chẳng phát. Nếu bình thời biết được thân tâm mình đây toàn là huyễn vọng, chọn chẳng thể cầu được thật thể, thật tánh của cái ngã. Đã không có ngã, sao còn có chuyện vì cảnh, vì người nảy sanh phiền não. Đấy chính là phương pháp giải quyết tối thượng, thiết yếu vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã là không, thì hãy dùng pháp ngũ đỉnh tâm quán Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ đỉnh tâm quán là dùng năm pháp để điều hòa ngưng lắng cái tâm, khiến tâm an trụ, chẳng bị cảnh chuyển. Tức là chúng sanh lắm tham, dùng bất tịnh quán. Chúng sanh nhiều sân, dùng từ bi quán. Chúng sanh hay tám loạn, dùng sổ tức quán. Chúng sanh ngu si, dùng nhân duyên quán. Chúng sanh nhiều chướng, dùng niệm Phật quán. Tham nghĩa là thấy cảnh bèn sanh lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái mà sanh. Nếu có thể đối với thân mình, thân người từ trong ra ngoài quán sát kỹ, mỗi thứ sẽ chỉ thấy cáu ghét, mồ hôi đầm rãi, tóc lông răng móng, xương thịt máu mủ, đại tiện tiểu tiện thối như xác chết, bẩn như nhà cầu. Ai còn sanh tâm tham ái đối với Phật ấy? Tham ái đã dứt thì tâm niệm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt hòa lẫn, như lụa trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự ít công nhiều, lợi ích khó nghĩ được. Sân là thấy cảnh tâm khởi giận dữ chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận là so với các chuyện muốn được như ý, thì cần phải có người làm, có chút việc gì trái ý liền sanh sân nộ. Nhẹ thì dùng lời ác chửi mắng, nặng thì roi gậy đập thẳng cánh, chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đoái hoài người khác đau lòng. Lại khi sân tâm khởi lên, chẳng những vô ích cho người khác, chính mình cũng bị tổn. Nhẹ thì tâm ý nóng nảy bực bội, nặng thì gan lẫn mắt bị tổn hại. Vì thế thường giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm thì tật bệnh tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia vua A Xà Thế cả đời thờ Phật, giữ vững nam giới. Lúc đâm trùng vì người hầu cầm quạt đuổi ruồi, đứng hầu lâu đâm ra mê mệt, để quạt rớt trúng mặt vua. Vua sanh tâm sân hận, ngay khi ấy mạng chung do một niệm ấy liền thọ thân mãng xà. Do sức túc phước còn biết được nhân, bèn cầu sa môn giảng cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãng xà sang lên trời. Do đấy biết rằng thói quen sân hận tai hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Cổ Đức bảo, sân thị tâm trung hòa, năng thiêu công đức lâm, dục học Bồ Tát đạo, nhẫn nhục hộ sân tâm. Sân là lửa trong tâm, đốt sạch rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Tát, nhẫn nhục ngửa tâm sân. Đức Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân tu tử bi quán như sau. Có hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong vị lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ thì hãy nghĩ đến ân đức nuôi nấng trong những đời trước, thẹn chưa báo đáp được, né đâu với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt lại ôm lòng phẫn nộ. Họ đã là chư Phật trong vị lai, ắt sẽ rộng độ chúng sanh.
Mình còn chưa giải quyết sanh tử trọn vẹn, phải mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt không sanh sân nộ, dù là chuyện táng thân mất mạng, cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì thế, lúc Bồ Tát bỏ đầu mắt tủy não, đều tưởng người cầu xin những thứ ấy là thiện tri thức, tưởng là ân nhân, tưởng là người thành tựu vô thượng Bồ Đề đạo cho mình. Cứ xem phẩm thập hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Hơn nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta cùng với một niệm tâm tánh của Phật không hai, chỉ vì mê trái bổn tâm chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia đè bắn đã lập, thì các mũi tên sẽ đều ghim vào đó. Nếu biết được tâm ta chính là tâm Phật trống không, vô sở hữu, hệt như hư không, xâm la vạn tượng không gì chẳng bao quát trong ấy. Lại cũng như biển cả trong sông, các dòng, không dòng nước nào biển chẳng hướng nhận, như trời che khắp, như đất bình đẳng nâng đỡ, để tự lập đức. Nếu ta vì sự trái ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, chẳng phải là đã thu hẹp cái lượng, tự chôn vùi cái đức hay chăng? Dù có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm, toàn dùng sự phàm tình, nhận vọng là chân, lấy tớ làm chủ, nghĩ như thế thật đáng hổ thẹn. Nếu bình thời luôn nghĩ như thế, thì tâm lượng rộng lớn không gì chẳng dung được, thế người cũng hệt như mình, chẳng thấy đây kia, gặp nghịch cảnh còn nhận xuôi theo được, huống hồ là chuyện bất như ý nhỏ nhặt, lại sanh nóng giận hay sao? Gọi là kẻ ngu si, chẳng phải là nói về kẻ hoàn toàn vô tri thức, mà chính là nói đến những người trong đời đối với cảnh duyên thiện ác, chẳng biết đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy, nên hiện tại cảm thọ, bảo lầm là không có nhân quả báo ứng, và hết thảy chúng sanh đời trước đời sau vân vân, chẳng có còn mắt trí huệ, chẳng phải là hạng chấp đoạn, cũng là phường chấp thường. Họ bảo con người bẩm thọ khí huyết cha mẹ mà sanh ra, trước lúc sanh ra vốn chẳng có vật gì, cũng như chết đi, thân hình đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán, làm sao có đời trước và đời sau được. Bọn nho sĩ cầu nệ hủ bại phương này, tức Trung Hoa đa phần nói như vậy. Chấp thường là nói người luôn là người, Phật luôn là vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc đang còn sống biến ra thân rắn, người cực tàn bạo khi đang còn sống biến thành thân hổ. Đang khi còn sống nghiệp được mãnh liệt còn biến đổi được thân, huống hồ chết đi trước khi tái sanh, thức bị chuyển biến theo sự lôi kéo của nghiệp ư. Bởi vậy Phật nói 12 nhân duyên, chính thức là luận về ba đời. Nhân trước ắt cảm quả sau ắt phải có nhân trước. Thiện ác báo ứng, họa phước xảy đến đều do mình làm mình chịu, chẳng phải trời giáng. Bất quá, trời chỉ là người đứng ra thừa hành thôi, sanh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực. Muốn khôi phục bổn tâm để liễu sanh tử mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ chẳng thể được. Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử, ba thứ tín nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Muốn bỏ ba pháp kia tham sân si để tu ba pháp này tín nguyện hạnh thì ba pháp này đắc được ba pháp kia tự diệt. Một pháp quán sổ tức bất tất phải dùng, hãy nên trong lúc niệm Phật lắng tai nghe kỹ. Cách nhiếp tâm này tương tự phép sổ tức, nhưng lực dụng hơn phép sổ tức một trời một vực. Phép quán niệm Phật nên đọc trong Ấn Quang Văn Sao và các trước thuật tịnh độ sẽ biết. Hỏi: nếu như nói dù táng thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận, thì giả sử có kẻ ác muốn đến hại mình chẳng lo toan gì, cứ mặc cho nó sát hại mình ư? Đáp: phàm người tu hành, có kẻ là phàm phu, có người là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chánh, có người chỉ lấy việc liễu giải tự tâm làm trọng. Nếu là hạng chỉ lo liễu giải tự tâm và hạng Bồ Tát đã chứng pháp thân thì sẽ hành động như đã nói, bởi lẽ họ thấy mình và vật hệt như nhau, sanh tử như một. Nếu là hạng phàm phu muốn duy trì thế đạo thì cứ an lòng học theo Bồ Tát thâm tử đại bi, không gì là chẳng dung, xử sự vẫn thuận theo lẽ thường thế gian, hoặc là dùng cách khuất phục chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa, nhiều cách khác nhau, nhưng trong tâm chọn chẳng được hung tợn, nóng giận, cố kết oán hận. Những điều nói trong đoạn trước là nêu tình huống giả tưởng để người tu nhờ đó tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu phép quán này thành thục, tập khí sân hận tự diệt, dù gặp phải cảnh thật sự hại đến thân cũng vẫn giữ được tâm thản nhiên, thực hiện đại bố thí. Nhờ công đức ấy liền sanh tịnh độ, so với việc giết chóc lẫn nhau, bao kiếp dài lâu đền trả, chẳng phải là khác biệt một trời một vực đấy ư? Sân tâm chính là thói quen từ đời trước, này cứ nghĩ mình đã chết, mặc cho dao chặt,
hay hương bồi cũng chẳng can dự gì đến mình. Với tất cả những cảnh chẳng thuận tâm, do nghĩ mình đã chết, sân làm sao còn khởi được nữa. Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước. Này đã biết sân là có hại vô ích đối với hết thảy các sự hiện hữu, hãy nên dùng lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong những đời trước. Nếu chẳng ra công đối trị, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần khí lực của mình để làm chuẩn mà niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và kim cang niệm, tức là niệm có tiếng xè xẽ, người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim cang niệm, chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, mong cho mau đạt kết quả. Nếu này đã chẳng thể niệm ra tiếng, há trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, há nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, chọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác. Sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật, lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đạt địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì, dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tượng và thẩm niệm Phật danh, cũng như tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về túc nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện, chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trên đời kẻ không niệm Phật rất nhiều, há không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này sẽ chẳng tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh chỉ tổn hại không ích lợi gì. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành, ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành hoặc khỏi các ý niệm bất chánh như tà dâm vân vân thì toàn thể cái tâm đã trong hắc ám khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông siêu sanh thiện đạo. Ngoài ra chẳng quan đến gì hết, mà có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng cũng chẳng quan tâm đến mà sanh hoan hỉ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm tự nhiên nghiệp chứng tiêu, mà phước huệ thầy đều tăng trưởng. Khi xem kinh điển, chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, chọn chẳng có chút nào cung kính, phải trân trọng dường như Phật tổ thánh hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu càng tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa không quấy nhiễu được. Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tận tỉnh không sẽ hẹp như gương báu đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng trí tâm niệm Phật, lại toàn nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, dòng giống ma. Ví như gương báu, chẳng có mảy may trần cấu sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị trần cấu phủ kín dày chặt, lại muốn được chiếu sáng như vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín, chọn chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước, như cứu đầu cháy mà niệm Phật thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Người học đạo phàm gặp các thứ chẳng như ý chỉ, nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng thất trí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật thiện thần hộ hiệu bảo vệ giáo phước, ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi sẽ bị vướng mà sợ, rồi oán ra trong vô lượng kiếp thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa của để báo oán xưa. Chứ có nói nếu tôi còn niệm Phật chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể trách nhiệm của ông đã quy vào nỗi sợ đến khí phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiêng, do tâm ông đã mất chánh niệm nên nỗi đến nỗi
Niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy, chỉ mong ông thấy chữ viết của Quang, bèn quyết liệt cuột bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ còn lo nỗi gì, dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó. Chỉ vì chẳng sợ nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng, chân thần ổn định nên tà chẳng thể xâm. Nếu không do tà trêu tà, túc oán đổ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư? Tôi này vì ông tính kế, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc, chỉ sợ hành vi có tỉ vết, chẳng sợ họa hoạn quỷ thần. Nếu bệnh khổ đến hồi kịch liệt, chẳng chịu đựng nổi, thì ngoài việc sáng chiều niệm Phật hồi hướng ra, hãy chuyên tâm dốc trí niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát na tầm thanh cứu khổ người gặp cơn nguy cấp. Nếu có thể chỉ tụng lễ bái ngài thì không ai là chẳng được cảm ứng, dù lòng từ gia hiệu khiến thoát khổ não hưởng yên vui vậy. Thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như Tử Trọng ruột bị loét nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong, bà thím tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa. Cùng Đức Trường liều mạng niệm Phật, niệm Kinh Kim Cang 5 ngày khỏi bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm nhưng chẳng chữa. Sau 5 ngày liền lành, bệnh điên của Tử Tường thuộc về túc nghiệp và thím tư của ông do trí thành lễ tụng nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, lẽ ra nên tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc Tây. Phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong, thì từ thời cổ hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoạn thọ, đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh, hai là thầy thuốc gây ra bệnh. Do hai công năng tạo tác này, muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc Tây, cứ ở nhà cầu ở nơi Đại Y Vương A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc Tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Vương mai ra thân thể sẽ được mạnh, mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm, muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khi trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ích gì. Khi Tây Y chưa chuyển vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng trị được ư. Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống để khởi chánh niệm, sẽ cảm ứng đạo ra tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm kiếp nhược, thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, vô si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế, chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngờ vực, thì không cầu cũng được. Mỗi ngày ngoại trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật. Sáng tối đối trước Phật, kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối túc nghiệp từ vô thỉ. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Với sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì trí thành niệm thánh hiệu A-di-đà, Quán Âm, ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa, này đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn, kẻo đến lúc túc nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quang, vẫn hiện thân trong ba cõi thật báo phương tiện đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và thân trời người sáu nẻo. Tuy ngài thường hầu Di Đà, nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới. Đó là hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì ngài chẳng vận dụng, nên dùng thân nào để độ được, ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có nơi để gieo tấm lòng thành, nên Bồ Tát thị hiện ứng tích nơi núi đó. Nào phải Bồ Tát trị ngự trong núi Phổ Đà, chẳng ở nơi khác đâu. Một vầng trăng vằng vặc giữa trời, vạn có sông in bóng, dù nhỏ như một trước một giọt nước, nơi nơi đều hiện toàn bộ khuôn trăng. Nếu nước vừa đục vừa dao động, trăng chẳng thể hiện phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát,
Bồ Tát liền ngay trong niệm ấy sẽ ngầm hoặc hiển nhiên gia hộ khiến người niệm được lợi ích. Nếu tâm chẳng chí thành, chẳng chuyên nhất thì cũng khó cứu hộ, nghĩa này rất sâu. Hãy nên đọc bài Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí Tự, bài tựa cho bản in thạch cuốn Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm vì khi tu nhân, Ngài do quán và nghe nơi tánh mà chứng viên thông, và lúc đã đắc quả, Ngài xem xét âm thanh, xưng danh hiệu Ngài để ban cho sự cứu giúp, vì thế Ngài tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát rộng lớn không ngàn mé, tùy thuận các căn tánh của hết thảy chúng sanh, khiến cho họ biết đường về nhà, chẳng lập riêng một môn nào. Chẳng hạn như trong đời có ngàn căn bệnh thì cũng phải có vạn loại thuốc, chẳng thể chấp chặt vào một pháp nào. Tùy theo họ mê nơi đâu và chỗ nào họ dễ ngộ mà Bồ Tát chỉ điểm cho, như sáu căn sáu trần bảy đại, pháp nào cũng có thể dùng để chứng viên thông. Vì thế bất cứ pháp nào cũng là cửa để ra khỏi sanh tử, thành chánh giác, vì thế gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ được.